quay lại. Nho. Chị Linh Trúc Linh nè. Rồi. Trâm Anh nè. Trâm Anh nè. Không có đâu, có thấy. Thấy có hồng đặc biệt cái gì à? Đem về hai cái mũi, có hai cái mũi biết mũi gì? À mũi mũi khoan hả? Mũi mày hả? À cái mũi của con giống vậy nè cậu. Giống vậy nè, của con có nè. Mà cũng quan trọng là bén, của con nó bén hơn hay gì á. Cái này tao sai rồi, tao sai, mày sai lúc tao mày sai cái mũi. Mày đi rồi. Kìa, đeo vàng đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Kiếm sao học rồi. Dầu thơm nằm đấm đó. Dạ, mày cũng thơm mà. Đeo mày một con ấy. Cái này của ta. Cắt được con đâu. Để đấy đi. Nè. Đừng cái này đừng có hốt lên, xấu hổ. Con gấu. Cái lồng này cũng hốt lên, hốt hết đi cho anh. Đóng lại, chuột gì mà chuột. Cái này nó không có cắn đâu. Lấy gì trong đó, đóng nó lại lấy ra. Nó cắn bọt mấy cái hộp hết, để phòng đi. Ừ. Để chút nữa mấy anh. Không đậy lấy cái đồ dằn lên hả, đâu có cắn đâu. Để phòng gì. Lấy cái bên kia nó băng ngang lại. Không đủ nè. Đem nấu lên về ba lỗi lắm, số gì con. Bển đang là che nó nhưng mà bữa trên chị hai mày đợi đó bị bảo vệ nó tự thôi chứ sao vậy đâu rồi đó xử là cậu cầm mà để lại hả để lại đó dưới đó kìa nó ổn hả ở đây em để đây mà đó. Coi chị năm gửi Linh là hết hay gì đó. Sao lại cắt nhỏ sớt à? Trời áo tao mặc nó nhỏ xíu à Linh à. Ờ. Nhỏ không? XL. X lại đó. Thằng Đức mà nó mặc áo không có vừa đâu, không mặc nhẹ sẽ mất không à. Áo yếu quá nhỏ rồi. Luôn á. Nhỏ xíu áo không có nhiều. Nhỏ áo không phát pin. Nhờ sao mặc xong sao mà chặt cứng. Nó thích mặc được không mà anh ơi. Mấy thùng này bên mình mua không? Mua cái lớn 8 rồi, cái nhỏ 6 rồi. Cái này cái lớn. Wow, dễ thương chứ ạ. Nè, chị hai gặp đồng ơi. Nè, hỏi gì cho không mày cũng mày. Cái này là hàng đặc biệt lắm rồi. Đúng rồi, cái mùi của Mỹ nó lạ. Cái này hàng đặc biệt lắm á, của ba. Thuốc. Thuốc. Để bàn cái kia. Đủ kìa, sao con lấy cho chứ đây. Cái này là của Quốc Quyền gửi cho bác gái nè, con ba gái nè, để đầu tẩu về. Rượu. Cho nhỏ nhỏ vậy hả? Ừ, mua lấy cái mà thợ, đậu leo leo cho tập trong đó đi. Đây là hàng thứ diễn của Trâm Anh nè. Chào với chuyện kìa thôi. Bạn con. Cái bạn nó biết mua đẹp á. Ờ, cái đó đẹp á Trâm Anh. Nó mua về nó làm sườn đùi với tao gỡ tao khùng luôn. Cái sợ nó đeo á. Mình làm cái chuyện mà không kịp mà cầm. Thì sao không để về đây hay làm? Nó đeo, không gỡ là sao đeo? Dạ đeo quá hả? Đủ này chị muốn em mua cho chị. Đẹp quá ai? Rượu. Kìa em chị muốn thì sao mua cho chị?
thì sao đi làm về đây mất tiền rồi rượu mà để trên cái chỗ rượu cho mất đất cái trên đầu thờ thờ kỳ thứ để nè cái con nè đồ cho ba là nhiều nhất sao không để vô cái vali cho nó hả thằng ném đồ hả thằng ném cái này hả đồ nó đem về á cho má đồ con nè lấy cái nè cũng tàn ăn ná chứ không thôi kìa chồng nó dép dép lên dép 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 giống cái gì mà nó cái đấy nè, cái nó mẫu hơn. Nó mẫu mới nó để vậy nè đó. Rồi mấy chai rượu cho ba để tên đến cho ba anh à, là lúc mua đồ này anh của cho chị đẩy nè cái gì mấy bộ đồ bộ nè để nữa nó mở ra gì vậy con mua hả bả là bộ đồ mình nhớ nên mua ấy không nhớ mua đâu nữa ừ. Không có không mà dán màn hình mà tao phải tao thấy đây tao lấy cái hộp tao như tao ém đồ luôn làm gì màn hình cái iPhone đó. Này đem về dán đó, hả cái này bây giờ đem bây giờ qua đem con em về con dán màn hình đó hả ừ còn lực bên đây có mà tất cả trong đó tao có sẵn là mua chi giờ lấy cái hộp để tao chèn đồ luôn nè cái này là gì chỉ lấy được lực á nè dài nè chú thí là thí thí cầu cảm ơn nha thằng kiều thấy khui à khui này chú ơi khui ra coi khui ra coi cái gì đẹp đó là lấy tao lấy cái chưa lấy cái khăn tao quấn luôn mang vô luôn á ba vô luôn nè Trâm Anh mua cái túi nè Trâm Anh tặng cho mẹ kìa Trâm Anh tặng cho mẹ tặng cái túi đưa đàng hoàng ơi quay đẹp ơi đeo vô luôn nha Trâm Anh đeo luôn quá như trao phần thưởng vậy trời cảm ơn thanh kiều con chưa đó con gái tặng nha con gái tặng gái tặng đó quá dữ luôn nè tặng nó dày luôn đó nè từ dài đây là của bà nó ba nó tặng nó dày còn nó tặng cái túi này vừa nhìn kìa là vừa nè túi vừa gỗ phút này mới chất lượng đó anh thì công nhận nó mua cái xây gì nghĩ luôn nó lên nào nó lên cảm ơn đón chừng cái vừa chị bảy đi gửi hồng tô cho anh quá vừa luôn đủ con nè cơm đủ con trước hết đi là em tính này này đi được hết đó thì ngon còn thân ra được đừng nó lựa nơi này ba nó thì không chịu được chứ bộ mang cho con lên một buổi sáng nữa đó nè 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 chị đem đi để trên ghế bay đi sọc vô là cảm giác im cái chân này nè thấy không cái thiếp đó tôi tao nói rồi đó à, cái này hả ăn nó đẹp chứ bộ vừa bon nè vừa thấy ghê luôn nè dớ nè quá đẹp rồi. Còn này, vừa quá vừa rồi. Còn này cho tâm lay à. Này của con. Nè phí. Phí nữa. Phí thử luôn. Phí ưu tiên một mà. Em lên đường đó nha. Nè đổ con nè. Rồi hết đây nè. Cái nào của bạn thì cứ xếp. Cái đồ này nha hững lên. Xếp thì bên đây nè. Có hàng gì ta? Hàng gì á? Hàng second hand. Không phải second hand, cái hiệu của nó. Cái hiệu này phải không? Trời ơi, chắc cái dán đầy nhà luôn quá. Cái này gắn trong điện thoại có cái ai xài không? Gắn phòng fan nè. Con không có ngắn đâu cho mấy đứa nhỏ điện thoại xài không nó xài điện thoại của bắp đó ừ gắn vô điện thoại của bắp trên trên con thấy nè cái vỏ mai xì này đi kè đi đây đó bắt đầu vỏ mai xì nè đây ổng kem cho mẹ vỏ mai hết trơn à nè có đi xe bớt này coi cho thẻ đi xe bớt đi xe bớt đi xe bớt này ba cái đi xếp này cũng cho mình nè đem đi bỏ đi ổng đem đi bỏ
cái nào đồ cho anh á. Chị thấy vô thùng đi cho anh. Thấy thùng đi. Thấy thùng thì đem cho anh mặc luôn. Rồi kìa cũng hốt đi. Nó bưng nguyên cái đồ vô thùng đó hết đi, rồi nữa đem thùng lên. Vừa miếng không? Rồi cái này dọn cái này cho anh. Cái này nó đẹp bằng màu đen nha. Màu đen đẹp ha. Màu đen đẹp ha. Đôi này bá lửa gì? Đôi này gì? Đó. Đôi màu đen. Đôi này tao mua tao mang. Tao mua tao mang mà tao thấy nó hơi chẹt, tao đem đi cho nó nhẹ như là bóng bóng luôn. Ờ nhẹ hay luôn. Đôi này mình coi coi. Thấy dục được lắm đó. Đôi này là nó mắc nhất, mắc hơn nay luôn. Cái giá trị của nó mắc hơn nay luôn. Nó mắc á, cái hiệu này nè mắc lắm. Cho tạm. Mắc thiệt chứ. Con mặc đi, chừng nào con đi bển rồi mẹ nó mặc. Mẹ nó lấy thôi mẹ, chỉ hồi đó.
cũng cà ri cũng nhất mà. Cái gì bự mẹ? Không bự nữa. Cái nào mới bự mà mày bóp được? Cái đó của chị Hai. Này. Dạ. Còn là cảo luôn mà. Cảo hết chạy đi. Cảo bánh cũng được. Cái gì vậy? Cảo lắm quá. Đậu bánh mà đem gì hết luôn hả? Ta dồn hết luôn. Cái gì bánh á? Còn qua có gì ăn? Cái này ở trong... Cái này trồng khác đi nè. Cái này ở trong trường. Cái gì ạ? Chút lại cái. Ngon. Để với mình một nhé. Đây. Ngon. 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 Kẹo đào đâu đào kẹo. Ê, để ta kẹo, thay thay kẹo, thay gì trước kẹo 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 xoài cho nó thịt lẻ nó đi trước hai nào nó thích ăn kẹo lắm mà nó xài với mình ra nhưng mà cho nó ăn cũng phải cho nó ăn chứ không phải cho thì con cho nó ăn mà cho nó lượng lượng thôi qua đây lúc cho đẹp quá rồi hai thằng đó rồi đủ hết rồi giờ này ai đâu thích mình. Lúc đó ngày cậu ngủ được đặt của con. Được đặt của con. Sao ạ? Tại cái giờ á. À. Khẳng là bị lộn luôn. Tập hợp đó ha các anh. Bị tớ mà còn luôn bị tớ. Rồi thay đồ đây đi. Thôi. Rồi để bắt rồi còn nữa. Lấy cái khui nữa. Khui cuối cùng. Phòng thứ tư. Cái gương nào lên? Ngồi ghế đi. Ngồi ghế không làm. Nhớ là bà giờ bà nó cự út. Ừ, đồ ghê quá. Nút giờ ghê quá. Nó bà lâu khi ngay cục đồ bự trên xe. Thấy không? Con nói với bà con rút về là không có nói đâu làm sao đâu làm sao đâu coi coi sống thấy gì chưa. Thiên đồ xuống bao hỏi sao đồ nhiều giờ là đồ cũng hư. Mà gấu bệnh cái lòng nó tốt đẹp mình thật lắm cái con nó mới thương. Cái mặt này đẹp quá chứ anh. Cho con chú chánh là con nào? Thì bảy chú đi tên. Con chú chánh là con ai? Chú Nguyệt. À con chú Nguyệt cái lộn. Nguyệt nào? Nguyệt không á. Nè chú chú Nguyệt con chú Nguyệt để lên cái đó. Để gì? Để lên một cái mặt. Trong tủ như thế nào á. Gì Nguyệt á hả? Ừ. Ba ở Sài Gòn rồi. Rồi gửi cho cô Tâm á. Đâu nè. Đây là cái con đường Tân Châu đi lên trên Tân An. Bữa nay đi đám giỗ. Đám giỗ ông già vợ. Nó cơm chậm. Ờ
Cái rồi giờ tôi mua cái này chơi phong trào mà máy đĩa đó, đó hả? Ừ. Mẹ. Quy này khác quy này ngày đám giỗ làm đây là lần tư. cậu sáu cậu vợ để cậu mẹ nó dễ uống gặp mẹ bị gót rồi đó vô còn sớm thấy uống cho kém hư son thắng thì cho chóc tròn chấm sờ uống lúc lâu xài lắm ai giang vậy có đúng sao nó vậy bỏ cái này ra em tại uống bia mở đi nó mau xài nghe lời quy ở quy quay ơi mở gì đây chọn cho mở nào kìa mở đi mở đi cho nó chọn mình nó quay ăn lỏng ra mời giờ tôi nói chưa tôi cũng dắt là theo chú nha. Cảm ơn. Đủ dắt thằng trai kiếm thì ai lấy cái dĩa nó sớt này bắt đầu để này lên đó. Cái gì? Ăn làm hai trước đi làm hai giờ mới ăn được. Còn ai lấy mấy cái chén cái dĩa mình nãy đâu. Anh chuyện tao nói
giờ là gì năm mấy giờ vậy? Ủa? Nghe xạo chạy. Đây không, uống chút tân nữa mà. Thôi mời đi ha. Chút tân thôi, giờ không lấy bia cho ổng. Ăn cơm không? Về với cơm kìa. Ăn bệnh rồi ta lon lon vậy. Không phải uống gì hết.